Công ty cổ phần tài nguyên tri thức Việt Năng VN Resort được thành lập vào năm 2005 với sứ mệnh mang đến cho thị trường các sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ chất lượng cao như VN Resort HRM Pro, giải pháp phần mềm quản trị nhân sự, VN Resort LMS Pro, giải pháp e-learning, học và đào tạo trực tuyến, VN Resort EBM Pro, giải pháp phần mềm CRM và ERP lĩnh vực giáo dục, giải pháp SAP Success Factors. Sau gần 18 năm hoạt động, VN Resort đã nhận được sự tin tưởng và đồng hành của hàng trăm khách hàng doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia như tập đoàn Honda, Toyota, Panasonic, Ajinomoto, Pharmacity, tập đoàn Thaco Trường Hải, Nam Long Group, TTC Agris, tập đoàn Thiên Long, Nhựa Bình Minh, Vinasoy, VNL.